Vật tư nông nghiệp Chí Linh xin kính chào quý bà con nhà nông. Đồng quê rộn rã tiếng cười, người nông chuẩn bị vụ hè thu sang. Hè sang dừa giặt nắng vàng, lúa đồng nở rộ vui lòng người nông. Vâng, vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi, bà con mình đã cùng nhau bước vào một vụ mùa thứ hai với những khó khăn của thời tiết nắng nóng bất lợi của các loài sâu bệnh hoành hành. Với video trước thì vật tư nông nghiệp Chí Linh đã giới thiệu đến quý bà con một số sản phẩm cũng như là liều lượng và hoạt chất của sản phẩm trong giai đoạn đầu mùa. Thì không biết là bà con mình đã đưa ra được sự lựa chọn nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình chưa ha? Nếu vẫn còn băn khoăn và muốn có nhiều giải pháp hơn nữa, thì hôm nay vật tư nông nghiệp Chí Linh xin được giới thiệu đến bà con mình một số sản phẩm tiếp theo trong mùa vụ đầu mùa này để bà con mình có nhiều sự lựa chọn hơn nha. Như hôm trước đã chia sẻ, bà con mình đã cùng nhau tìm hiểu về một số loại thuốc trừ cỏ. Tuy nhiên, đa số ở video trước đề cập là các loại thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm. Hôm nay, vật tư nông nghiệp Chí Linh xin giới thiệu đến quý bà con một số loại thuốc diệt cỏ hậu nảy mầm khi mà cỏ đã mọc và có lá. Đây, hoạt chất butachlor đều nằm hết cả trong 4 sản phẩm này đây. Với 4 sản phẩm này, bà con sử dụng từ 4 đến 12 ngày sau xạ. Trước khi phun, đất ruộng cần phải ẩm nhưng không ngập nước nha. Sau khi phun thuốc từ 2 đến 3 ngày cho nước vào ruộng để giúp lúa sinh trưởng tốt hơn. Đầu tiên, vitamin 60EC, hoạt chất butachlor chiếm 40%, đến từ công ty Vibeco với dung tích 480ml, diệt được hầu hết các loại cỏ gạo, cỏ đuôi phụng, cỏ lá rộng và đặc biệt là cỏ chát lát. Khuyến cáo sử dụng thì bà con mình phun từ 100ml cho một bình máy 25L tùy theo mật độ cỏ. Thứ hai, Cantanil 550EC đến từ công ty Thanh Sơn, dung tích em này là 1L với hàm lượng butachlor chiếm 275g trên 1L, diệt trừ hầu hết các loại cỏ hậu nảy mầm trong ruộng lúa. Với em này thì bà con mình phun từ 100ml cho một bình máy 25L cũng tùy theo mật độ cỏ nha. Thứ ba, Butanil 55EC đến từ Syngenta, dung tích 1L, hoặc chất butachlor chiếm 275g trên 1L, diệt trừ các loại cỏ dại, hại lúa gieo xạ. Với em này là bà con mình pha từ 100ml cho một bình máy 25L, tuy nhiên không được pha quá liều và hạn chế hiện tượng phun trồng lói. Cuối cùng, Platin 55EC đến từ công ty thuốc sát trùng Cần Thơ, hoặc chất butachlor chiếm 275g trên 1L. Với dung tích 900ml là một loại thuốc trừ cỏ chọn lọc có tác động diệt mầm và hậu nảy mầm, tiêu diệt hết các loại cỏ trong ruộng lúa. Khuyến cáo bà con mình phun từ 70 đến 100ml cho một bình máy 25L cũng tùy theo mật độ cỏ nha. Platin an toàn cho lúa. Sau khi đã tiêu diệt hết các loại cỏ thì cái khó khăn tiếp theo mà bà con mình hay trăn trở đó là các vấn đề liên quan đến sâu bệnh gây hại cho cây trồng. Bà con mình không phòng trừ kịp thời thì vụ lúa mùa năm nay sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Thì đây, bộ 3 sản phẩm tiêu diệt sâu đục thân không lo sâu bệnh. Abekin với dung tích 240ml đến từ công ty AB Chemical, diệt trừ các loại sâu hại như bọ chỉ, mũi hành, sâu đục thân, rầy cám. Bà con pha một chai từ 8 đến 10 bình 25L trên 1 hectare nha. Abekin truy vết đục thân, diệt nhanh mũi hành. Rivathon 5XC dung tích 150ml đến từ FMC. Em này có tác động gây liệt cơ, ngừng ăn tức thời, kéo dài hiệu lực hơn 20 ngày và đã trở thành một phần không thể thiếu cho một mùa vụ hè thu sắp tới. Với em này, bà con mình pha một chai cho 3 bình máy. Rivathon sâu ngừng ăn ngay sau khi nhiễm thuốc. Cuối cùng, sạch sâu đến từ công ty nông nghiệp Việt Sang, có tác động hệ cỏ gây tê liệt sâu ngừng bò và chết dần, rất tập với trứng và ấu trùng nhộng khi bị tiếp xúc thuốc. Có hiệu quả mạnh với sâu đục thân, sâu cuốn lá, có thể tiêu diệt được luôn cả bỏ xích, bỏ cánh cứng. Với em này, để có kết quả tốt hơn nữa, thì bà con mình nên kết hợp thêm 200-250ml sạch sâu với 100ml sấm sâu 100, giúp cho sâu chết nhanh và lưu giãn mạnh gấp 4 lần. Để cây lúa có kết quả tốt và tăng trưởng nhanh, thì bà con mình nên kết hợp thêm các dòng sản phẩm trên với Dry Hunter để tăng khả năng dinh dưỡng và hấp thu tốt cho cây trồng. Với dung tích 100ml và hoạt chất Racinolide là một loại thần dược cho cây trồng, giúp cây tăng trưởng, tăng khả năng quang hợp, kích thích rễ phát triển, nâng cao sức đề kháng cho cây trồng, giúp cây trồng nhanh chóng phục hồi trước các bất lợi của thời tiết. Với em này, bà con mình sử dụng 2 lần trên một vụ, phun lần thứ nhất trong giai đoạn từ 8 đến 20 ngày khi cây yếu, phun lần thứ hai cách lần thứ nhất từ 7 đến 10 ngày. Một chai thì bà con mình sử dụng cho 5 bình máy.
sạch cỏ, sạch sâu, tăng dinh dưỡng, tăng năng suất. Không còn lo ngại gì nữa đúng không ạ? Mong rằng video này sẽ giúp cho bà con mình có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp để có được giải pháp tốt cho cây trồng. Chúc bà con mình có một mùa màng bội thu. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.